同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方武士多美丽，先交过难忘学费，先不回来年失礼，明天总会是个新学期终身制。大概只得恋爱时没标准的教科书，必须靠人不断试，学前程达意，二人共处才够真挚。同学各位找个位，这是你的开学礼，若然你生活有时过得苦仍不作弊，荆棘里完成学位，操守却仍然高贵，学懂的会是你毕业时优势。历遍单身不作弊，受苦也练成造诣，因此说人生在世，运程难预计，但能入世培养聪慧。同学各位找个位，这是你的开学礼，往前看想象带着四方往事多美丽，先交过难忘学费，先不会来年失礼，明天总会是个新学期终身制。Chính vì anh Nguyễn cuồng hàng độc xuất khiến anh Quang mất ý chí cầu sinh, sau cùng đã bị bội nhiễm mà chết. Thì à, thật tình anh chỉ bất đắc dĩ, thật lòng anh không biết mọi chuyện ra nông nỗi này. Anh nói dối, là anh Nguyễn cuồng hàng độc xuất, thực tế là anh sợ báo, cho nên anh chọn sự trốn tránh. Anh là kẻ hèn nhát, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tối rồi sao còn chưa ngủ? Không có gì. Chuyện gì vậy? Mình nhớ đến ba hả? Ở trường má thường dạy con là phải nghĩ cho tương lai của chính mình, đừng suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện không vui trước đây nữa. Được rồi, má không sao đâu, con đi ngủ trước đi. Con người phải hướng về phía trước. Điều má cần làm chính là nghĩ tới tương lai của má và thầy Lương. Con nghĩ bạn có linh thiêng cũng hy vọng má sẽ tìm được người bạn đời tốt. Ngày của anh Bơm này á, để đây con bảo quản giùm má cho. Má ngủ đi. Nè, vì phó hiệu trưởng Văn đã xin nghỉ bệnh một tuần, cho nên lời phê thành tích môn sử của học sinh, phiền cô Thi theo dõi tiếp giùm cô. Công trình vấn đề, phó hiệu trưởng không sao chứ? Không sao, cô nói là không được khỏe lắm, cho nên đã vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, kêu mọi người không cần phải lo. 30 năm nay phó hiệu trưởng chưa từng nghỉ phép, cả nghỉ bệnh cũng chưa từng nghỉ nữa. Phải đó, trước đây có bệnh suýt chết cũng ráng mò đến trường, không lẽ nói vậy lần này bị bệnh rất nặng rồi. Vậy lần này chuyện rất là nghiêm trọng rồi. Trời ơi, nếu tôi là cổ à, chắc cũng phải đào cái lỗ đi chui vô rồi. Cả trường này thầy trò đều biết hết, cả lão công ở trường kế bên cũng đều biết luôn. Thử hỏi mặt mũi còn biết để đâu nữa. Nè, không phải là thất tình chứ, phó hiệu trưởng đâu còn trẻ phải không? Mọi người đừng có suy đoán lung tung nữa, biết đâu sự thật không phải vậy. Phải đó, dù sao nói xấu sau lưng người ta cũng không tốt cho lắm. Chúng tôi chỉ quan tâm cho phó hiệu trưởng thôi. Hai người có đôi có cặp, đương nhiên là không hiểu cảm nhận của cổ rồi. Phải rồi. Bây giờ đang họp, nếu cái chuyện không liên quan để về nhà nói có được không? Nè, lời phê thành tích các môn của học sinh, trễ nhất là tuần sau phải nộp hết cho tôi. Không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Không có vấn đề thì giải tán đi. Hiệu trưởng à, chúng tôi có chuyện muốn nói.
Nói đi. Các đồng nghiệp thân mến, hai chúng tôi đã quyết định đám cưới. Hả? Tới ngày đại tiệc mong mọi người đến sớm nghe. Hả? Dạ, à, phải, hiểu chưa? Ủa, thầy Đức, cô Sang, không phải hai người đã chia tay rồi sao? Phải đó, cha, sao chuyện lắc léo quá vậy ta? À, phải nói là ly kỳ hấp dẫn. À, chuyện tình cảm nhiều lúc cũng khó nói lắm. Khi nó đã tới muốn trốn, cũng trốn không có được. À, phải đó, giống như tôi vậy. Lúc đầu khi quen với anh Đức, không thấy ảnh thì rất là nhớ ảnh. Tóm lại là ảnh rất quan trọng đối với cuộc đời tôi. Chúc mừng nha. Cảm ơn. Chúc mừng, chúc mừng. À, Doãn Lượng Sáng, chúng ta có khi nào chuyện tốt đi đôi không? Nè anh Lượng, khi nào đến lượt anh? Nè. Hả? Tôi đã chia tay rồi. Hả? Hả? Có thật không đó? Sao lại như vậy? Ờ. Đâu có nguyên nhân gì. Không hợp thì chia tay thôi. Ủa, sao kỳ vậy? Cũng phải. Vậy sẽ tốt cho đôi bên hơn. Ê, chết. Hả? Chúng ta có nên phát thiệp cho phó hiệu trưởng không? Hả? Ờ, phải ha. Lỡ phó hiệu trưởng tưởng chúng ta trêu chọc cổ thì càng gây go lắm đó. Không được đâu. Ê, sự lo nghĩ của hai người cũng thừa thải quá đi. Một phó hiệu trưởng là đứa trẻ 3 tuổi sao? Cô cứ giữ tấm thiệp đó đi. Đợi phó hiệu trưởng xuất viện cô gửi cho cổ. Ý, phải ha. Khi nào tới lượt anh Lương và cô Thi phát thiệp đây? Ừ, phải đó, phải đó. Đúng rồi. Báo chừng mọi người biết sớm để mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Ý, còn phải để dành tiền nữa chứ không? À, được thôi. Mọi người muốn uống nước phải không? Tôi đãi cho. Trời ơi, coi Lương mắc cỡ kìa. Chà chanh phải không? Mua mấy hộp đây. Xin lỗi làm phiền em. Anh đến tìm em vì có chuyện muốn nói với em. Sau này em khỏi phải cực khổ trốn tránh anh. Ngày mai anh sẽ đến trường xin nghỉ việc. Điều anh có thể làm cho em chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Sao anh có thể nói dư lời vô trách nhiệm đến vậy? Đây là vấn đề cá nhân của chúng ta. Tôi không muốn em đến trường. Chỉ vì anh không muốn em không vui. Anh càng không muốn làm ảnh hưởng đến em. Điều bây giờ tôi không muốn làm ảnh hưởng chính là các em học sinh. Các em sắp thi học kỳ rồi. Trong lúc này anh lại đòi rời xa các em. Tôi không muốn chuyện riêng của chúng ta ảnh hưởng đến bất cứ học sinh nào. Càng không muốn để thằng Sơn biết trong lúc này. Tôi nghĩ anh cũng đã hiểu ý của tôi. Làm ơn tiếp đi. Nè, thử nghĩ coi, đi thăm bệnh anh mua gì? Cũng không biết phó hiệu trưởng thích gì ha. Thăm bệnh đương nhiên là mua trái cây để cô ăn rồi sẽ khỏe khoắn mà. Mày nói đúng đó. Phó hiệu trưởng á bị tâm bệnh, má tao nói ăn trái cây có thể hạ quả được đó. Vậy cũng tốt đó. Nè, trái cây mua một vỏ lớn không mắc mà coi cũng được. Nghe được nhất là câu này. Tháng này tao nghèo muốn chết luôn, mua rẻ một chút tốt hơn. Làm ơn đi, không có tiền tôi cho đâu mượn. Mua quà cho phó hiệu trưởng sao có thể keo kiệt quá được. Nè, đã có quyết định mua gì chưa? Bàn nữa trời tối luôn đó. À, chú Tiêu, chú Tiêu. Có phải các con định đi thăm phó hiệu trưởng không? Trời ơi, chú nắm tin lẹ quá ha. Nếu có đi thăm thì cho chú Hùng một phần. Hả? Chú làm quê khổ chưa đủ sao cho chú Hùng được? Không phải, ý chú không phải vậy. Chú muốn nói các con có mua quà thì cho chú Hùng một phần. À, vậy thì đơn giản thôi, chú trả hết là được. Cùng lắm tụi con chịu thiệt chút. Chú bỏ tiền tụi con bỏ sức và dùng danh nghĩa. Phải rồi. Mấy bạn làm vậy coi sao được. Được, không sao, không sao hết á. Nè, chú Tiêu ơi, nếu chú thật lòng muốn cứu vãn mọi chuyện á thì nên rộng rãi một chút đi, đặt một tụ chứ, vậy mới được. Vậy tức là sao? Trời ơi, phụ nữ thích nhất là cái gì? Chính là ngang ngược, cáu gắt lên và kiếm chuyện. Ý, không phải đâu, điều này tao biết á, phụ nữ thường thích hột xoàn tổ yến hay là mua đồ hiệu.
Đúng 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 đúng. Đối với người phụ nữ bị tổn thương mà nói, thứ tốt nhất chính là tổ yến. Nhưng mà tổ yến mắc lắm, mà mình lại không biết lựa. Thôi vậy đi, vậy đi. Tới tiệm mà má tao hay mua đó chắc là được giảm giá, cùng lắm có ngàn lạng thôi. Nhưng trong bóp tiền của chú chỉ có 2.010 đồng thôi à. Trời ơi chú Tiêu, tụi con đâu có xấu đến nỗi lấy chẳng 2.000 thôi, 10 đồng đó để chú đón xe. Nè, nhớ mua loại tốt nha, đừng có để phó hiệu trưởng ăn rồi bị bệnh. Chú Tiêu à, chú yên tâm đi, tụi con làm vậy chú khỏi lo, tóm lại vừa tốt cho phó hiệu trưởng mà vừa tốt cho chú. Thôi vậy đi ha. Hỡi thế gian tình là gì, sao đáng sống chết có nhau. Thật ra chú Tiêu đâu phải là kẻ xấu, mà còn rất quan tâm đến phó hiệu trưởng nữa chứ. Phải nói là cực kỳ quan tâm luôn, 2.000 đâu phải ít đâu mà chú cũng đành lòng. Con trai mấy người biết cái gì chứ. Điều phó hiệu trưởng cần không phải là sự quan tâm, mà là tấm lòng chân thật của chú Tiêu. Nhưng không có duyên phận cũng đâu thể ép buộc được. Cũng chưa chắc đâu, duyên phận chưa tới thôi, không chừng thì nay mai họ sẽ xẹt ra lửa tình. Không phải, không phải chứ. Không cần thăm nữa, phó hiệu trưởng đã về trường rồi. Không phải chứ. Nè phó hiệu trưởng Văn à, đơn xin nghỉ việc này tạm thời tôi coi như là chưa nhận. Cô về suy nghĩ kỹ lại đi. Thật ra tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Chú Tiêu đã nghỉ việc rồi, sao cô còn phải đi? Người không nên nghỉ chính là anh Tiêu. Mấy hôm nay tôi không được khỏe, tôi suy nghĩ rất kỹ càng. Thật ra tôi dạy ở đây đã 31 năm, đã đến lúc cần phải thay đổi. Cô biết đó, trường này thật sự không thể thiếu cô. Các học sinh mất cô thì càng không thể tưởng tượng được. Không lẽ cô đành lòng bỏ các học sinh rời khỏi trường sao? Tôi dạy ở đây đã được 31 năm, tôi cảm thấy mình sống cũng trọn vẹn rồi. Trong thời gian đó đương nhiên là có niềm vui nỗi buồn, nhưng tôi thấy các học sinh trưởng thành và tốt nghiệp hết lớp này tới lớp khác, tôi cảm thấy rất an ủi, rất xứng đáng. Đương nhiên là cũng không đành lòng lắm. Phó hiệu trưởng à, tôi hứa với cô, tôi hứa với cô, nếu sau này có ai nhắc đến chuyện này nữa thì tôi sẽ đuổi người đó ra khỏi trường ngay. Dù là thầy cô hay là học trò gì cũng sẽ xử phạt như nhau. Hiệu trưởng à, chuyện này không nghiêm trọng như thầy đã nghĩ đâu. Sở dĩ tôi muốn xin nghỉ là vì muốn ra ngoài phát triển. Tôi muốn ra ngoài học hỏi và muốn sáng tác. Thật ra với sự lãnh đạo của thầy, mọi việc ở Doãn Lưỡng Sáng đã đi vào quỹ đạo, tôi rất an tâm đó. Nhưng đây tôi hy vọng thầy và Doãn Lưỡng Sáng sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng tôi cũng mong thầy hãy chúc phúc tôi. Thôi được rồi, tôi xin phép ra ngoài nha. Hiệu trưởng sao rồi? Sao rồi hiệu trưởng? Sao rồi? Hiệu trưởng tin vui hay tin xấu? Phó hiệu trưởng đã quyết định nghỉ rồi, tôi không thể giữ cô ở lại được. Đừng khờ quá, tôi chỉ xin nghỉ việc thôi mà. Sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến trường thăm mọi người. Phó hiệu trưởng Văn à, có nghỉ việc rồi tôi có làm sai sẽ không có ai chỉ tôi nữa. Đừng khờ quá, phải có lòng tin với bản thân mình chứ, cô sẽ làm được mà. Phó hiệu trưởng, cô nghĩ thật sao? Phải, tôi muốn thay đổi hoàn cảnh. Phó hiệu trưởng, tôi ra ngoài nha, phó hiệu trưởng. Trời, tôi đã nói rồi, rảnh rỗi tôi sẽ đến trường thăm mọi người mà. Được rồi, đừng tiễn nữa. Phó hiệu trưởng, đừng tiễn bà, sao lại không phải quản em mà đừng quản đi quản bà. Đừng tiễn bà, phó hiệu trưởng, đừng tiễn bà, đừng tiễn bà. Sao lại không tâm cho quản nha. Khỏi đi. Chú Tiêu. Ý Sơn. Chú Tiêu, sao con chưa đi thăm phó hiệu trưởng vậy? Còn thăm cái gì nữa, phó hiệu trưởng nghỉ việc luôn rồi. Phó hiệu trưởng, cô đừng nghỉ mà. Dạ phải, cùng lắm sau này em không nói bậy nữa. Em hứa sau này không sửa cái đầm thật ngắn nữa đâu. Phó hiệu trưởng à, em hứa sau này sẽ không ăn mì ở trong lớp nữa. Mọi khi em quá đáng nhất là không phải ăn cam sao? Người hay ăn cam là em, phó hiệu trưởng. Húc Minh nhận giùm em đó, hiệu trưởng.
Phó hiệu trưởng cô đừng nghỉ mà. Phó hiệu trưởng cô đừng có đi mà. Phó hiệu trưởng cô đừng đi. Phó hiệu trưởng cô đừng đi. Không cũng được, các em hãy tiếp tục phấn đấu vì mình, có biết không? Dạ. Hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi, em cầm giùm cho cô cho. Em muốn cầm giùm cô hả? Thôi khỏi đi. Đừng khờ quá. Thật ra cô thấy các em không muốn xa cô đã rất an ủi, rất vui mừng rồi đó. Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn. Tụi em coi như là cô nghỉ hưu sớm đi. Tuy rằng cô không có ở trường, nhưng các em cũng phải cố gắng đừng khiến cô thất vọng, biết không? Sờ, cô đẩy mấy thứ này ra giùm chú đi. Dạ, dạ. Chú phải đem cái ghế này trả cho phó hiệu trưởng. Ừ. Trời, chú Tiêu, chú không sao chứ? Không sao. Sau khi cô rời khỏi trường, giống như các em rời khỏi trường vậy đó, phải đón nhận rất nhiều khó khăn. Cho nên chúng ta phải động viên và ủng hộ lẫn nhau. Phó hiệu trưởng sẽ không làm các em thất vọng, nhưng các em cũng đừng làm phó hiệu trưởng thất vọng nha. Tụi em sẽ cố gắng học hành. Tụi em sẽ cố gắng thi cho tốt mà. Những gì tụi em hứa nhất định sẽ giữ lời. Chúng em sẽ nhớ đến cô. Tạm biệt các em. Nghiêm. Tạm biệt phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng đâu rồi? Chú Tiêu, phó hiệu trưởng về rồi. Cô Hảo à, phô tô tôi một bản đi. Chú Tiêu, ăn được chưa vậy? Dạ, để thầy Lương tới là dọn bàn được. Cô mời thầy tới hồi nào, sao không nói cho má biết? Con chỉ đùa với má thôi, làm gì mặt mày tới mấy hết trơn vậy? Con thiệt. Nè, làm ơn mất quán hả? Con thấy má với thầy như vậy á, cho nên là muốn giúp một tay thôi. Có bộ đêm đó chắc chắn má khóc vì thầy Lương rồi. Thầy làm gì mà má giận, để con ra mặt giùm má nha. Con đừng có xen vào chuyện này, sắp đến kỳ thi rồi, rảnh rỗi thì con ôn bài đi. Không cần con làm người nhận quà thật sao? Không cần. Rảnh rỗi thì con ráng học hành, đừng có xen vào chuyện của má, ok? Ok. Lần này rắc rối lớn rồi. À, đi thôi. Nè, đi thôi, mau lên đi. Là sao mày không sao chứ sao? Phải đó. Mày có sao không vậy? Làm gì yếu xìu à? Có phải chất mặt lắm không? Là sao mày có sao không vậy Sơn? Sơn à? Phải đó Sơn, mày bị sao vậy? Sơn, em có sao không? Không biết có phải bị sốt không nữa. Dạ phải, chóng mặt quá thầy Lương ơi. Đâu gì đâu, em đâu có bị sốt. Em lạnh quá, thầy sợ tay của em coi. Phải đó, tay của nó lạnh ngắt hả? Ý thầy Lương ơi, thầy có chạy xe phải không? Hay là thầy đưa nó về nhà làm nghỉ đi. Thôi được, em đi với thầy. Cảm ơn thầy. Cẩn thận nha. Cẩn thận đó nha. Chóng mặt quá. Trời ơi, trò này cũng còn xài được đó. Chuyện đó cũng tùy thuộc con người. Ừ. Về đây nè. Về đi nè. Nè, giúp thầy hết mình rồi nghe, lát nữa trông cậy giờ thầy hết á. Sao nói ôn bài ở thư viện? Hồi nãy ở trường anh thấy Sơn không được khỏe nên đã lấy xe đưa nó về. Phải đó, bây giờ con vẫn còn thấy chóng mặt nè. Thầy với má nói chuyện đi ha, con vô phòng nghỉ ngơi chút. Anh không làm phiền em, thôi về. Này thầy lớn. Trời, nó tạo cơ hội không biết nắm bắt nữa, phải không đây? Có phải không cái gì nữa, sao lại bày nhớ chuyện này? Con không muốn má với thầy giận nhau. Chuyện má và thầy con đừng có xen vào. Thực ra nam nữ yêu nhau, cãi nhau đó là chuyện bình thường thôi. Má đừng có nghĩ người nào cũng giống như ba con vậy. Người so người không có được đâu nha. Thực ra con có nghe má nói gì không? Má và thầy Lương đã chia tay rồi. Chia tay?
Hả? Chứ không sao tự nhiên chia tay vậy? Má quen với thầy Lương rất vui vẻ, có chuyện gì mà nghiêm trọng đến nỗi phải chia tay vậy? Tính tình không hợp. Thực ra hai người không hợp nhau. Vậy được chứ? Sao đi không được hỏi nữa? Hiệu trưởng. Ủa, gì vậy Âu Dương Sơn? Đây là phòng vệ sinh dành cho giáo viên mà. Bộ em gấp lắm hả? Đương nhiên là gấp, nếu không đâu có vào đây tìm thầy. Có chuyện gì? Thầy có biết cô Thi và thầy Lương đã nói chia tay với nhau rồi không vậy? Không phải chứ, sao lại như vậy? Chỉ nói câu tính tình không hợp là chia tay vậy à? Không thể nào đơn giản vậy được. Bởi vì mới nói, chắc chắn họ kiếm cớ để gạt em. Hèn gì gần đây thấy họ hơi lạ lạ. Người đi đường trước, người đi đường sau, người ở đầu đường, người cuối đường. Chắc thầy không khoanh tay đứng nhìn họ vậy đâu ha. Thầy là hạng người này hả? Bạn bè thầy đặt lên hàng đầu mà. Vậy được rồi, có cách gì hay giúp họ làm lành đi. Làm lành thì không khó, nhưng mà trước tiên phải biết nguyên do mà họ chia tay. Như vậy mới có thể ghi toa đúng bệnh. Sơn, em có chuyện tìm thầy à? Thầy nói thật em biết đi. Thật ra thầy với cô Thi đã gặp chuyện gì? Thầy nói với em không sao đâu. Cô Thi rất là thương em. Nói em biết đi, có chuyện gì vậy? Sơn à, em không hiểu đâu. Thầy không nói lấy gì em hiểu. Sơn à, thầy... Có gì mà thầy cứ ấp ấp úng hoài vậy? Em muốn biết chuyện gì mà thầy lại không chịu nói? Sao em hỏi nhiều lần mà thầy không chịu nói vậy? Âu Dương Sơn, có chuyện gì mà ồn vậy? Anh Lương, chuyện gì vậy? Em coi thầy là bạn, thầy coi em là cái gì? Em muốn giúp thầy thôi. Thầy giỏi lắm. Âu Dương Sơn, anh Lương, chuyện gì vậy? Ngồi đi. Anh Lương, đúng ra chuyện riêng của hai người tôi không nên hỏi. Nhưng mà tôi thấy gần đây tâm trạng của anh thấp thỏm phập phồng, như là có rất nhiều tâm sự vậy. Anh không nói cũng đúng. Tôi nói thật, tôi chỉ quan tâm anh thôi. Tôi và Thi chia tay. Anh và cô Thi đã chia tay. Chẳng phải hai người rất vui vẻ sao? Đúng ra là vậy. Nhưng mới nảy sinh một vấn đề. Hai người quen nhau còn có vấn đề gì chứ? Nói tới nói lui cũng chỉ cãi nhau, giận hờn vậy thôi. Chuyện nhỏ thôi mà. Được rồi, để tôi giải quyết giùm anh. Không giải quyết được. Cho dù qua đà tái thế cũng không cứu nổi. Chuyện gì nghiêm trọng đến không cứu được? Có thể nói tôi biết được không? Chính tôi đã hại chết chồng cũ. Tôi chính là người lúc đầu nhận lời hiến tủy cho chồng cũ, nhưng sau cùng lại quỷ hẹn đột xuất. Hả? Tăng Chí Lương, ông ăn nói sao với tôi đây? À, ôi gì chứ? Trời ơi, em điên rồi sao? Tại sao lại đánh thầy? Có chuyện gì từ từ nói. Còn gì để nói với ông nữa chứ? Tôi đã nghe hết trơn rồi. Thì ra ông chính là người trước đây đã hại chết ba tôi. Đồ xấu xa. Bình tĩnh lại đi. Xa. Ông Dương Sơn, nghe thầy nói nè. Em có đánh thầy Lương chết ba của em cũng đâu thể sống lại. Ông là hung thủ giết người. Sơn, giết người. Sơn. Anh Lương, anh không sao chứ? Hả? Không sao. Má chưa nấu cơm, con vô tắm trước đi. Trời, có chuyện gì mà giận dữ vậy? Ai đã làm cho con giận? Từ đầu má đã biết thầy Lương chính là người lúc đầu nhận hiến tủy cho ba, nhưng sau cùng lại rút lui, phải không? Tại sao má lại giấu con? Má định gạt con tới chừng nào? Không phải là má muốn gạt con đâu sư. Má không nói với con vì không muốn ảnh hưởng việc học của con. Con sắp đến kỳ thi rồi. Lúc đầu khi má biết được sự thật này, bản thân má cũng không thể chấp nhận. Má không muốn con cùng chịu nỗi đau này với má.
Con rất hiểu nỗi lòng của má, và con cũng không có giận má đâu. Mà con giận gì tại sao má lại chịu đựng một mình chứ? Đó cũng là ba của con mà, con cũng là thành viên trong gia đình mà. Chuyện trong gia đình nên là chúng ta cùng chia sẻ. Con là con của má mà. Má, má, con thực sự lớn khôn rồi. Tại sao con lại khờ vậy? Mặc cho người ta đánh cũng không lên tiếng. Thật ra cũng tại tôi, tốt bụng quá ra làm hại. Tôi và Sơn đã nghĩ cách nói giúp anh và cô Thi làm lành. Ai ngờ không những không giúp được mà còn hại anh bị nó đánh. Tóm lại lần này con càng giúp thì càng làm cho hỏng chuyện. Phải rồi, phải rồi, lỗi tại con hết. Xin lỗi nghe. Anh nói những lời đó làm gì? Thật ra đâu liên quan đến anh. Hơn nữa sớm muộn gì Âu Dương Sơn cũng biết chuyện này. Nó đánh tôi là phải rồi. Dù sao thì cũng tại tôi mà ba nó mới chết. Lương à, sao chuyện gì con cũng đổ lỗi cho mình hết vậy? Cho dù hôm đó con có hiến tủy cho ba của nó, không có nghĩa là ba nó sẽ không chết. Và cũng không thể khẳng định ba nó bị bội nhiễm bởi bệnh khác hay không. Nè nè nè, cô có còn nói đúng đó. Đừng có khăng khăng cho mình là hung thủ giết người. Nhưng nói cho cùng, cũng tại lúc đó con không có hiến tủy cho ba nó. Cái chết của ba nó, con khó mà chuộc lại lỗi lầm. Hai mẹ con cổ không tha thứ cho con cũng phải. Lương à, thằng Sơn á, nó còn nhỏ dại nên đụng chuyện là giận. Còn cô Thi, cổ hiểu biết lý lẽ, để cổ hết giận rồi sẽ nói chuyện lại với con. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng có bi quan quá. Chuyện đời không có tuyệt đối, có thể hàn gắn được mà. Anh còn phải dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Như vậy mới có thể mãi mãi ở bên em, chăm sóc em. Anh sẽ không bao giờ làm lòng em tan nát. Thời tiết đã trở lạnh, anh thận trọng nha. Anh không lạnh. Ngày mốt thì phải làm phẫu thuật ghép tủy. Anh đừng có bao giờ để sức khỏe mình có gì, dù là sổ mũi hay bị cảm cũng có ảnh hưởng đó, biết không? Em yên tâm đi, anh còn lo lắng hơn em. Hiếm khi lại may mắn tìm được tủy thích hợp với anh. Lần này anh nhất định sẽ khỏi bệnh. Thì à, lời hứa anh dành cho em còn nhiều điều chưa thực hiện được. Bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà. Anh Âu Dương, chị Âu Dương, thật là xin lỗi. Người hiến tủy vừa gọi điện đến nói là từ chối hiến tủy, cho nên cuộc phẫu thuật không thể tiến hành. Tại sao lại như vậy bác sĩ? Người đó đã dựng lời rồi mà, sao có thể lúc này lúc nọ được? Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cho dù thế nào chúng ta cũng phải tôn trọng ý nguyện của người hiến tặng chứ. Bác sĩ Hà, tôi cầu xin bác sĩ hãy gian xin người đó đi có được không bác sĩ, làm ơn. Thì à, bỏ đi. Có lẽ đây là ý trời. Thật ra thì vẫn còn hy vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiếm tủy thích hợp cho anh. Anh nằm nghỉ cho khỏe. Cảm ơn bác sĩ.
Hoàng, Hoàng, Hoàng. Anh tỉnh lại đi. Thật ra thì chuyện này cũng qua lâu rồi. Người thì cũng đã chết. Thầy Lương cũng có nỗi khổ của mình. Cô hãy thử quên nó đi. Tôi cũng muốn, nhưng mà thực tình tôi không làm được. Thật lòng tôi không thể quên nét mặt khi anh tràn đầy hy vọng, cho đến tuyệt vọng tột độ. Tôi thật sự không thể quên được. Thật ra yêu một người càng sâu đậm thì càng khó tha thứ lỗi lầm của người đó. Người xưa cũng thường có câu rất quê mùa, nhưng nghe thì cũng có lý lắm. Chính là trên đời này không có chuyện gì không thể làm được. Vấn đề là mình có nắm bắt hay không thôi. Thử đi, thử tha thứ cho thầy Lương đi. Tôi hiểu. Nhưng trong lúc này tôi không có can đảm. Khi nghĩ đến anh Quảng do anh gián tiếp hại chết, thì tôi không thể nào thuyết phục được mình tha thứ cho anh. Tôi nghĩ cách duy nhất có thể giải quyết chính là tôi rời khỏi chỗ này. Cô muốn đi à? Còn Âu Dương Sơn thì sao? Tôi sẽ đợi nó học hết lớp 10, sẽ đưa nó về bên Úc với má luôn. Nếu như nó thích qua Úc thì lúc đầu nó đâu có ở lại Hồng Kông. Bây giờ nó rất quý gia đình này, mà cô lại bắt nó đi như vậy. Cô có từng hỏi nó có bằng lòng hay không? Thật ra tôi cũng hiểu, trong lúc này bắt cô quyết định thật sự là hơi khó khăn. Hay là vậy đi, đợi nay mai tâm trạng của cô bình phục rồi mới nghĩ cách giải quyết có được không? Sao đi trễ vậy mày? Sống đợi giờ nghỉ vô luôn thằng quỷ. Tâm trạng không vui, đi trễ chút. Chà, ý quen làm tới. Chắc tưởng thầy Lương không dám chửi mình đó. Có giỏi thì đừng đi học luôn đi. Phải đó, đó, nghỉ nhà sớm đi. Đúng rồi đó, nghỉ nhà đi, nghỉ đi. Các em chú ý nghe bài. Các em đã lên lớp 10 rồi. Ở thời điểm quan trọng nhất, phải tập trung tinh thần chuẩn bị thi. Cho dù thế nào đi nữa, cũng đừng để chuyện khác làm phân tâm. Phải biết lo nghĩ cho bản thân mình. Nếu không, sự nỗ lực trước đây sẽ uổng phí hết. Được rồi, với đề trên đây, có em nào muốn trả lời giơ tay lên. Âu Dương Sơn. Trời ơi, bị điên rồi. Âu Dương Sơn, thầy mong em tôn trọng các bạn học, cũng tôn trọng bản thân mình. Em bỏ chân xuống đi. Ai nói chuyện sao nghe miệng hôi quá trời vậy? Bỡ chân xuống đi. Bỡ chân gì vậy? Muốn giỡn với thầy hả? Bỡ chân xuống. Bỡ chân xuống đi Sơn. Phải đó. Mà được. Mày đừng giỡn nữa. Được. Tao thích nghe con người nói tiếng người lắm đó. Tôi được. Thật ra mấy đề này trong kỳ thi năm ngoái thầy đã ra rồi. Vì vậy các em phải để ý một chút. Có ăn đậu phộng khô mực không? Chuyện gì nữa thì lấy thiện tình. Âu Dương Sơn, em có biết em chưa đủ 18 tuổi là không thể uống rượu, càng không thể đem rượu đến nhà trường. Lon bia này đâu phải dùng để uống đâu thầy, dùng làm thí nghiệm. Làm thí nghiệm gì? Ê, trời. Tất cả các em trở về chỗ ngồi tiếp tục học. Nhưng sao? Tại sao lại lấy bia xịt vào mặt thầy? Tại sao mày có thành kiến như thầy Lương? Phải đó. Nè, chuyện của tao liên quan đến tụi bay, đừng có hỏi nữa. Nè. Nè, mày đừng cứ vậy mà.
Mấy hôm trước mày với thầy Lương vẫn còn vui, mày còn muốn giúp thầy làm lành, có chuyện gì vậy? Ờ, tao biết rồi, chắc lúc làm lành thì mày phát hiện thầy Lương làm chuyện có lỗi với cô Thi, có phải vậy không? Ờ, có phải không vậy? Hèn gì lúc này tao thấy thầy Lương và cô Thi như có vẻ giận nhau vậy đó. Thì ra là cãi nhau thật. Trời, lần này không cần bói toán cũng biết có kẻ thứ ba rồi. Tao còn tưởng thầy Lương là người đàn ông tốt. Ai vậy? Đừng nói bậy bạ nữa. Thầy Lương sẽ không đối xử cô Thi như vậy đâu. Thầy và cô đều là người có tình có nghĩa mà. Không biết một mặt thật của ổng, đừng có nói nhiều. Có chừng bị người ta ăn thịt rồi cũng không hay đó. Nói vậy tức là lỗi của thầy Lương rồi. Nè Sơn, thực ra thầy có lỗi gì vậy? Ha, hay là có vợ bé? Má tao có nhiều người thân chủ, chồng họ đều có vợ bé đó. Điên quá à, không biết đừng nói bậy bạ. Đông cũng biết nói là chồng, chưa đám cưới làm sao có vợ bé hả Bào Ngư con? À, phải ha. Không lẽ giống như tình tiết trong phim võ hiệp, thầy Lương là kẻ thù đã giết Bàn Sơn, đồng thời là kẻ thù giết chồng của Thế? Trời, điên quá. Tao cảnh cáo mày đừng có nhắc kẻ hèn nhát họ Tăng trước mặt của tao nữa, nghe chưa? Sơn, thầy có chuyện muốn nói với em. Tôi không có gì để nói với ông. Sơn, Sơn, không lẽ mình dưới cất xỉu luôn? Phải vậy, đánh nó tự lại đi. Sơn vào phòng nghỉ đi thầy. Hạ Nguyên à, dạ, mau đi báo với cô Thi hiệu trưởng. Dạ, dạ. Ân Đông, mau gọi xe cấp cứu. Dạ. Mấy em khác giải tán để Sơn có không khí trong lành. Bác sĩ, kết quả xét nghiệm của Sơn thế nào rồi? Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu trong máu của Sơn có dị dạng. Không phải giống như ba nữa chứ? Tạm thời thì tôi không thể khẳng định, chúng tôi còn phải kiểm tra tỉ mỉ thêm lần nữa mới biết được. Nhưng mà trong lúc này, cô là người quản lý Sơn, cô có thể lựa chọn không nói Sơn biết để tránh làm Sơn sợ. Cô y tá, làm phiền cô. Quỷ sứ đột nhiên mày ngất xỉu làm tụi tao hết hồn luôn à. Tao đâu có dễ chết vậy mày. Ờ phải đó, cũng may hồi nãy thầy Lương giải tán mọi người, cách cấp cứu của thầy thật là hữu hiệu. Trời ơi mày im đi, người bệnh cần yên tĩnh mà. Còn phải uống nhiều nước nữa, để tao rót nước cho mày. Nè Quốc Hoa, rót tụi tao mỗi thằng ly luôn, chúng mình cùng ly. Cũng, bọn mày tưởng rượu sao mà cũng. Bây giờ tụi tao lấy nước thay rượu để chúc mày sớm xuất viện á mà. Phải nói rồi. Vậy là anh em rồi ha. Ờ anh em, đâu có nhiều ly vậy. Không thì tìm đi, sao đứng đây hỏi thiệt tình. Chưa chắc là Âu Dương Sơn bị ung thư máu đâu. Mong là gì? Cô đừng có lo, thả lỏng chút đi. Câu hỏi sao có chứ, đi hỏi đi. Thì quay dựng cái bên mượn đỡ ly của bà già đi. Trời ơi. Đúng rồi đó. Ủa, các em cũng ở đây sao? À, cô Thi, thầy trưởng. Sao rồi, con thấy không được khỏe hả? Dạ, không có gì. Khi nào con có thể xuất viện vậy? Bác sĩ nói phải theo dõi vài ngày. Hả, à, buồn muốn chết luôn á. Mày đừng lo, đám anh em này nhất định sẽ đến đây với mày mà. Phải đó. Nè. Các em đừng có hầu muốn viện cớ bỏ học nha. Trời ơi, bị hiệu trưởng lật tẩy luôn. Con tao phụng chỉ khỏi đi học, tụi bay muốn nghỉ cũng không có được. Ừ, biết trước rồi tao cũng xỉu. Mày biết không, hồi nãy tao thấy có cô y tá đi ngang, rất là xinh đẹp đó. Thiệt không? Hình như trước đây mày yêu Hoa Khôi ở trường. À phải, sao khi gặp cổ thì không dám nói. Người ta miễn quyệt vậy ta. Nói. Đôi mà đừng nói. Đúng rồi đó mày. Ai nói đúng không? Còn nữa. Anh Lương, anh Tài. Ê, Sơn nó sao rồi? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Có phải đã làm nó kích động quá không? Nếu thực sự vì chuyện của tôi mà làm nó kích động, tôi nghĩ là không liên quan đến anh. Có lẽ Sơn nó bị ung thư máu. Sơn bị ung thư máu. Vậy cô Thi sao rồi? Cô Thi coi Âu Dương Sơn như là mạng sống. Anh nghĩ cổ sẽ ra sao? Không được, tôi phải gặp cổ. Thực ra cổ cũng đâu muốn gặp tôi. Nhưng trong lúc này, cổ rất cần có người an ủi. Tại sao tôi không ở bên cạnh cổ?
phù hộ em, phù hộ Sơn, phù hộ con anh qua được nạn này. Alo, tôi đi, tôi sẽ đến ngay. Bác sĩ à? Chị Âu Dư. Sơn sao rồi? Bắt đầu từ trưa hôm nay, Sơn nó bị sốt cao, uống thuốc không hạ mà còn bị co giật, cho nên tôi mới gọi y tá liên lạc với cô. Bây giờ nó sao rồi? Giờ đã hạ sốt rồi, vừa mới chập mắt. Bác sĩ Hà, còn kết quả xét nghiệm cụ thể của Sơn khi nào có? Vừa có kết quả. Thật không may, chúng tôi đã xác định trong cơ thể Sơn có quá nhiều bạch cầu. Sơn đã bị ung thư máu. Cô Thí, tại sao lại ngồi thừ đen mình vậy? Sao vậy? Không phải Sơn có chuyện gì chứ? Bác sĩ đã xác định Sơn bị ung thư máu. Tại sao anh Quảng lại bị như vậy? Bây giờ Sơn cũng bị như vậy. Tại sao ông trời lại cướp người thân của tôi hết, người này đến người khác? Tại sao?